Welcome back to my videos. Xin chào mừng tất cả các tình yêu đã quay trở lại với những cái chuỗi videos sinh viên EDX học gì của mình. Xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thị Mỹ. Hiện tại mình đang là sinh viên năm thứ 3 của trường đại học EDX. Ok, today chúng ta cùng come back lại cái chủ đề là cái chuỗi, cái tips hay là cái gọi là một series video để hành trình mình ra trường, mình tốt nghiệp của đại học EDX đúng không ạ? Và đây mình không biết là cái video thứ bao nhiêu rồi, nhưng mà chắc hẳn là các bạn cũng đã quen thuộc với việc mình lên đây để mình review và mình nói lên những kiến thức mình học được trên giảng đường của EDX đúng không? Và hôm nay cái bộ môn mình muốn chia sẻ là cũng khá là quen thuộc, bởi vì trước đó thì mình cũng đã làm 2 đến 3 cái video nói về bộ môn này rồi, và cũng như là về cái lộ trình học tập của mình trong cái bộ môn này. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại nhá. Mình sẽ học môn hành vi người tiêu dùng. Đấy, và trong môn này thì mình sẽ nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng về những lĩnh vực tuyển dụng, và thay vào đó tiếp nối lên đó thì mình sẽ dựa vào những cái hành vi đó nhá, dựa vào những cái kiến thức mình học được này, mình tìm hiểu được, thì mình sẽ chăm chút bản thân của mình để mình trở thành người mà những ngành tuyển dụng muốn. Đấy, thì mục đích quan trọng cuối cùng đó là mình hiểu được hành vi của người tuyển dụng, hiểu được hành vi của người tiêu dùng để chúng ta làm gì ạ? Phát triển tốt hơn trong cái lĩnh vực công việc mà mình mong muốn, để không phải vất vả, đúng không ạ? Và bộ môn hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu chủ yếu về về một cái chủ đề chính, đó là về hành vi của người tuyển dụng. Đấy, người tuyển dụng tức là người mai kia sẽ tuyển dụng chúng ta, hoặc là chúng ta trực tiếp đi tuyển dụng nếu chúng ta đứng lên khởi nghiệp một công ty đó, thuê người về, hoặc chúng ta sẽ làm trong HR, đúng không? Chúng ta sẽ trực tiếp tuyển dụng. Thì hành vi của họ là gì? Những công việc họ phải làm là gì? Tại sao họ làm như vậy? Đấy, thì và mình sẽ có thêm những cái ví dụ nữa để các bạn dễ hình dung ra được cái công việc như thế nào, và thật sự nó sẽ làm như là có khó như các bạn tưởng tượng không, hay là có như mình tưởng tượng ngày trước hay không? Yeah, ok, let's get it. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhắc đến một chút khái niệm, và đây là khái niệm mình nghĩ ra, tức là mình hiểu về brainstorming, về cái khái niệm tuyển dụng như thế nào. Thì mình có đọc qua trên mạng cũng như là mình cũng có làm việc rồi, thì mình hiểu rằng là cái người tuyển dụng nhân sự này hay là người nhân viên tuyển dụng này, thì họ ở trong cái bộ phận HR, viết tắt của tiếng Anh đó là Human Resources. Đấy, thì họ ở trong cái bộ phận HR như vậy, và công việc của họ sẽ liên quan tất tần tật liên quan đến nhân sự trong một doanh nghiệp nào đó, về việc tuyển dụng này. Đấy, nhân sự nhé, bộ nhân sự sẽ có rất nhiều cái mảng. Đấy, và những cái người tuyển dụng này hay làm trong bộ phận HR này sẽ liên quan trực tiếp đến những nhân sự trong công ty, và tất tần tật những gì liên quan đến nhân sự đó, ví dụ về sinh hoạt, ví dụ về việc nhân sự đó làm việc tốt hay không, báo cáo tình hình nhân sự đó hiện nay và lên kế hoạch cho họ. Và người tuyển dụng này thì mình hiểu đơn giản như là họ sẽ theo sát cái người nhân sự này từ lúc và đến lúc ra, bởi vì họ sẽ có hai cái quy trình. Đầu tiên là mình sẽ tuyển vào, đúng không, và mình sẽ có những cái chế độ khi mà họ muốn rời đi thì mình sẽ làm như nào, thì người tuyển dụng này mình nghĩ là sẽ làm những công việc như vậy. Ok, thì đó là một chút khái niệm sơ sơ, và mình sẽ đi sâu hơn vào bốn cái điều chính mình muốn nói ở đây. Đầu tiên đó là những người tuyển dụng này sẽ làm những công việc gì nhá, thì họ sẽ làm những công việc sau đây. Đây là bốn công việc chính mà người tuyển dụng nhân sự cần chuẩn bị và cũng như là cần làm. Đầu tiên đó là về việc lập kế hoạch tuyển dụng. Lập kế hoạch tuyển dụng này thì các bạn biết không, đây là một cái công việc cực kỳ quan trọng để mà bắt đầu một cái chiến dịch tuyển dụng nào đó, hay là chiến dịch marketing nào đó cho một cái doanh nghiệp. Đấy. Và công việc này thì sẽ hầu như là do người quản lý, tức là manager của những cái người làm nhân viên tuyển dụng này, thì sẽ đứng lên để lập ra một cái kế hoạch nào đó cụ thể, rõ ràng và chi tiết cho để triển khai cho kế hoạch cho người nhân viên bên dưới. Thì người lập kế hoạch này sẽ liên quan trực tiếp đến gì ạ? Đến chi phí này, đến việc toàn thể kế hoạch sẽ như thế nào. Đây. Đấy, về phương án triển khai và căn cứ vào các đề xuất thực tế. Đấy, và thông tin chất lượng của ứng viên và phương án tuyển dụng, về chi phí tuyển dụng này, vân vân. Và thứ hai nữa thì người làm kế hoạch này sẽ xác nhận lại với các bên phía trên, về ban quản lý, về các sếp, để xem rằng là kế hoạch này có ok không và có phù hợp với doanh nghiệp của mình hay không. Đấy. Ví dụ cụ thể như là bản thân của mình khi mà được làm dự án, rất là may mắn được làm dự án tuyển sinh của Đại học EDX ấy, thì mình có join vào, mình làm những công việc nó chỉ ở ngoài lề thôi, nó không phải là những công việc chính, và những công việc chính thì sẽ có người nhân viên người ta làm rồi, những cái người sếp người ta làm rồi. Đấy, thì trong cái công việc này thì lập kế hoạch này nó rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ đánh giá được tầm nhìn, nó sẽ đánh giá được cái khả năng của doanh nghiệp mình sẽ đến trong cái thời gian này sẽ đến được bao nhiêu, và có được bao nhiêu người nhân sự tuyển vào, và có bao nhiêu nhân sự tuyển vào sẽ quyết định rằng là doanh nghiệp đi lên hay đi xuống. Đấy. Nếu như có càng nhiều người enjoy vào, có càng nhiều người upli vào, thì doanh nghiệp mình sẽ có được nhiều nhân tài hơn, và cái việc đi lên của kinh tế hay là đi lên của việc KPI
đi lên của doanh thu sẽ đi lên rất là nhiều. Đấy, còn cái việc mà mình không tuyển dụng được ai thì đây là một sự rất là đáng buồn đúng không? Bởi doanh nghiệp mình sẽ không có. Thứ nhất là không có sự tin tưởng này, thứ hai là mình không tìm kiếm thêm được đồng đội nữa. Bởi vì là mục đích mình mở doanh nghiệp là để phát triển mà đúng không? Còn nếu như để thu nhập mãi thì nó sẽ không tốt, mình phải càng ngày càng phải mở rộng nó ra và càng ngày càng phải đi lên. Đấy, thì việc lập kế hoạch này thực sự rất quan trọng luôn. Và cái kế hoạch đó khi mà mình enjoy, khi mình apply vào ấy, mình làm ấy, mình join vào thì nó có chi phí chi tiết về cả chi phí triển khai này, về kế hoạch triển khai là gì này. Đấy, và mình làm tuyển sinh ấy thì nó sẽ có ví dụ như là danh sách các trường trung học phổ thông mình cần đi đến này. Thứ hai là danh sách địa điểm những cái nơi mình cần đến, ví dụ giáp danh Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, đấy, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, vân vân, thì đó là những cái nơi mình nên đến để gần nhất với Hà Nội, gần với đại học EdX, thì đây sẽ là một cái phương tiện tiện ích hơn. Đấy, về chi phí này, về nơi đi này, về các trường trung học phổ thông này, rồi còn nữa về cái mục tiêu, tức là cái số lượng ấy, cái số lượng mình mà doanh nghiệp mong muốn nhận được KPI là bao nhiêu. Đấy, có thể là 300, có thể 500, tùy thuộc vào cái mong muốn mà cái vision của doanh nghiệp hướng đến. Theo từng năm nữa và sẽ phát triển theo từng năm nữa, và cái mục này nó liên quan trực tiếp đến việc giám đốc kế hoạch như nào. Cho nên là cái việc mình bảo là khi mình lên kế hoạch xong ấy thì mình phải gửi đến cho giám đốc, mình phải gửi đến để xét duyệt qua là một điều rất quan trọng, bởi vì liên quan đến cả về vision của giám đốc nữa và vision của công ty nữa. Đấy, thì kế hoạch này thì nó là một kế hoạch chi tiết về những cái gì mà doanh nghiệp cần phải chi, doanh nghiệp cần phải làm, và doanh nghiệp muốn làm gì, tuyển bao nhiêu thì sẽ có đầy đủ hết trong cái việc lập kế hoạch này. Ok, đến step 2, tức là bước 2 thì nó sẽ là gì ạ? Triển khai kế hoạch tuyển dụng. Đấy, và triển khai này sẽ có rất là nhiều bước. Ví dụ như là đầu tiên thì thường thường sẽ lựa chọn đến marketing đúng không? Marketing thì sẽ là việc có liên quan đến đăng tin tuyển dụng này, có việc thiết kế banner, in banner ra và bắt đầu quảng cáo cả phương thức offline và online. Và hiện nay thì do dịch Covid-19 nó đang hoành hành rất là nhiều, thì 2 năm trở lại đây thì người doanh nghiệp thường online là nhiều hơn đấy, bởi vì người dân không được ra đường ấy thì offline nó sẽ rất là hạn chế. Đấy, đầu tiên là việc đăng tin tuyển dụng này. Đấy, đăng tin tuyển dụng này thì sẽ có nhiều phương án kết hợp với nhau và nhiều cái marketing, social marketing để mà hướng đến. Về Facebook, về TikTok, về YouTube, đây là 3 cái kênh mình thấy là rất là lớn để mà tiếp cận được với nguồn người tiêu dùng và khách hàng. Tiếp theo, triển khai kế hoạch này sẽ có việc đó là tiếp nhận sàng lọc hồ sơ ứng viên nữa. Đấy, thì mỗi cái doanh nghiệp tùy vào phương án phát xét tuyển đúng không, thì họ sẽ có cách thức để ví dụ như là doanh nghiệp mong muốn phỏng vấn này, hay là muốn gặp trực tiếp để nói về kế hoạch cụ thể về phỏng vấn, đấy, hợp đồng vân vân, họ sẽ có yêu cầu riêng về từng cá thể như vậy. Thì họ sẽ phải sàng lọc về những đối tượng nào phù hợp với tiêu chí về vision và mission của doanh nghiệp, phù hợp với những cái quy luật và những cái luật lệ của doanh nghiệp, người ta sẽ lọc ra để mà chọn ra những ứng viên xuất sắc nhất. Ok, và tiếp theo trong phần triển khai này thì sẽ liên hệ với những cái người ở trên, liên hệ với những người ứng viên để thông báo cái kế hoạch và về thời gian địa điểm phỏng vấn. Đấy, và liên hệ với người quản lý để xác nhận cái danh sách những cái người như vậy. Ok, thứ ba đó là step 3, tiếp nhận nhân viên mới. Ở trong cái phần tiếp nhận nhân viên mới này ấy, thì nó sẽ bạn đọc này các bạn hiểu đúng không? Nó chỉ đơn giản là việc mà chúng ta sau khi các bạn kia đã trúng tuyển rồi, bạn ấy đã có cơ hội được vào công doanh nghiệp mình làm rồi, thì bắt đầu mình sẽ xây dựng lại một cái nhóm nhỏ này về và cái nhân viên mới này, để họ biết về cái việc là văn hóa công ty, về việc họ phải làm những cái gì. Đấy. Và điều đầu tiên mình thấy khá quan trọng đó là việc mà các bạn ấy cần nên thủ tục về hợp đồng làm việc, có một lớp học, một buổi học về văn hóa của doanh nghiệp. Đấy. Và thứ hai cái điều mình phải chuẩn bị ấy, đó là về hợp đồng cho người ta này, điều kiện về vật chất, điều kiện về cơ sở vật chất này, vị trí làm việc cho nhân viên mới này. Đấy. Đấy. Đào tạo nhân viên về những cái quy định, quyền lợi và nghĩa vụ của công ty. Đấy. Và thứ tư nữa là về việc giám sát quá trình làm việc của nhân viên mới. Và cuối cùng đó là phối hợp với quản lý và bộ trưởng, trưởng bộ phận phụ trách đốc thúc cái quá trình làm việc như vậy. Và ngoài ra nữa, về cái nhân viên tuyển dụng này, đến đây thì coi như là đã gọn gọn rồi đúng không? Đến đây thì chúng ta đã được coi rằng là đã hoàn thành nào đó một phần công việc rồi. Bởi vì từ việc lúc chúng ta đăng tin, lúc chúng ta tiếp nhận nhân viên mới và lúc triển khai kế hoạch tuyển dụng như vậy là cũng khá là dài rồi. Và bước cuối cùng mình nghĩ rằng là đây là một cái bộ phận ngoài lề, và nó được có tên là những công việc khác của nhân viên tuyển dụng.
Thì ở đây là sẽ có những cái thông tin như sau. Đầu tiên đó là về nhập liệu, lưu trữ thông tin nhân viên theo quy định này. Thứ hai đó là báo cáo hiệu quả của kế hoạch tuyển dụng. Đấy, đây là một cái điều khá quan trọng đúng không? Thứ ba là phân tích đề xuất các ý kiến cải thiện chính sách tuyển dụng. Và cuối cùng đó là duy trì và phát triển cái database về ứng viên tiềm năng. Đấy, tức là trở thành một nhân viên trung thành nào đó, vân vân. Đấy, thế thì cái dự án của mình apply vào ấy thì nó cũng như vậy thôi. Và mình vừa bảo là việc lập kế hoạch rất quan trọng đúng không? Thế thì việc triển khai đó cũng rất quan trọng luôn, bởi vì cái mức chúng ta triển khai ấy nó sẽ đánh giá trực tiếp đến kết quả làm việc của chúng ta. Đấy, không chỉ phụ thuộc vào mức lập kế hoạch nữa mà phải phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta có làm được hay không và mục tiêu nó như thế nào. Mình ở cái lúc mà mình làm tuyển sinh như vậy ấy, thì cái khi mà triển khai kế hoạch như vậy thì mình sẽ phải làm online là chính, bởi vì offline ấy thì nó sẽ dựng vướng dịch. Đấy, thì mình sẽ kể một chút nhé, là offline thì mình sẽ đến các trường để mình tư vấn hướng nghiệp, tư vấn về những cái điều mà học sinh thắc mắc trên giảng đường của các bạn cấp ba luôn. Đấy, và sẽ đến từng trường, và đến mỗi trường như vậy thì mình sẽ marketing theo kiểu phương pháp truyền thống, tức là mình face to face với nhau. Sau khi mình chuyển qua phương thức online, sau khi mà Covid hoành hành nó khá là lâu rồi thì mình chuyển sang phương thức online. Phương thức online này thì sẽ giúp mình tiếp cận một cách nhanh chóng hơn với các bạn, bởi vì các bạn ấy hầu như đều sử dụng internet và sử dụng smartphone. Đấy. Thế thì cái phương thức online này thì mình sẽ phải đăng bài nhiều hơn, phải trực tiếp eye contact với mình xin lỗi là eye contact trực tiếp với các link Facebook này, hoặc là TikTok, hoặc là thông qua video của bạn hướng đến, hoặc là có thể là thậm chí là chạy quảng cáo với các bạn. OK. Sau khi như vậy rồi thì mình bắt đầu công cuộc tư vấn. Công cuộc tư vấn này thì nó tương tự như việc phỏng vấn ấy, tức là các sinh viên đó sẽ cảm thấy là mình có điều kiện gì đó fit với lại đại học EdX, thì họ sẽ cảm thấy thích thú khi học ở đây, thì lúc đó họ sẽ nhận vào làm tương tự như việc mà sẽ đăng ký học ấy. Đấy, tương tự như vậy thôi. Bước thứ ba thì mình sẽ tiếp cận nhân viên mới đấy thì nó sẽ tương tự như việc mà đón học sinh lên đây, tức là công tác chuẩn bị về khai giảng này, công tác chuẩn bị về công tác phỏng vấn này, công tác chuẩn bị về đóng học phí cho các bạn ý, vân vân, và hoạt động cho các bạn ý, câu lạc bộ vân vân, thì nó tương tự như một cái phương án tuyển dụng của một doanh nghiệp như vậy. Đấy. Còn các công việc khác hay là về những cái việc ở đây thì cũng có những cái yêu cầu nhất định đối với một nhân viên tuyển dụng, thì mình thấy quan trọng nhất đó là phải có kỹ năng về đàm phán, giao tiếp, kỹ năng về sắp xếp công việc, kỹ năng về văn phòng rất là quan trọng luôn, về Word, bộ ba Word, Excel và PowerPoint. Đấy, thì bao cái này là một cái rất là quan trọng để các bạn đi trở thành một một người nhân viên tuyển dụng được. Đấy. Và kỹ năng học vấn này thì có cần phải tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành về quản trị nhân lực hoặc các ngành có liên quan, hãy có kinh nghiệm làm tuyển dụng trước đó, tức là đã apply vào những cái dự án trước để mình có cái thực tập, có cái thu ra ấy, tức là đã thực tập rồi thì sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn, có cái lợi thế nhiều hơn so với những các bạn khác. Rồi, OK. Và kỹ năng nghiệp vụ thì sẽ có như mình nói đấy, sẽ có kỹ năng về văn phòng này, tin học văn phòng này, kỹ năng về công cụ hỗ trợ, lập kế hoạch, giúp kế hoạch tuyển dụng này, đấy, giao tiếp tương tác tốt, kỹ năng phân tích đánh giá, vân vân. Vân vân luôn. Thì đấy là một số công việc chính mà một người nhân viên tuyển dụng cần làm và những cái yêu cầu đối với họ. Và ví dụ của mình đấy thì mình đã nói rồi, đó là cái việc làm tuyển dụng này thì nó yêu cầu tức là sao nhỉ, các bạn ấy mong muốn là bận rộn ấy, thì mình thấy là cái việc tuyển dụng này nó khá là nhiều cái lĩnh vực với nhau, từ việc lập kế hoạch này, từ việc là nghiên cứu thị trường này cũng có, về việc văn phòng cũng có, về việc giao tiếp cũng có luôn. Thì mình thấy cái bạn làm nhân sự này rất là đa ngành và có thể nói là linh hoạt trong doanh nghiệp. Những bạn nào có năng khiếu về giao tiếp, có năng khiếu về sự thích thú linh hoạt, hay là thích giao lưu, thích làm những công việc liên quan đến như vậy, thì các bạn có thể apply vào những cái chuyên ngành về Human Resources để các bạn ấy có thể phát triển tốt hơn trong tương lai. Đã. OK. Và tại sao chúng ta phải làm như vậy? Tại sao họ phải làm như vậy? Bởi vì mình thấy ấy, những doanh nghiệp khi mà họ làm có một cái kế hoạch, có một cái chiến lược triển khai nó rõ ràng ấy, thì nó sẽ rất là hiệu quả so với doanh nghiệp của họ, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến cái việc doanh nghiệp của họ có tồn tại được hay không và cái tầm nhìn của họ sẽ như thế nào. Trong tương lai thì họ sẽ phát triển được đến đâu? Vì đây là một điều rất là quan trọng. Tại sao họ phải làm như vậy? Bởi vì nó rất là quan trọng trong việc mà chúng ta xây dựng và giữ gìn tồn tại trong cái thế giới cạnh tranh khốc liệt ngày nay. OK. Thì mình thấy rằng là tại sao chúng ta lại phải nghiên cứu cái môn này nhỉ? Cái môn học này nó rất là
quan trọng trong cái việc mà các bạn mong muốn tuyển dụng nhanh hơn. Đấy, bởi vì nhá, khi chúng ta đi làm ấy thì các bạn sẽ thường gặp phải vấn đề là run sợ đúng không, và phỏng vấn trượt, dễ trượt. Đấy, thế đây là một trong những cái điều thiếu sót của sinh viên Việt Nam là một, và bản thân mình thì cũng đang dần dần cải thiện vấn đề đó, bởi vì họ không nghiên cứu về hành vi của người tuyển dụng. Cho nên họ không biết là người tuyển dụng cần gì, người tuyển dụng mong muốn điều gì để mình có thể là biến hóa tạm thời thành những người như vậy. Đâm ra là khi mình đến tuyển dụng hay là mình đến nhận công việc, mình đến apply vào những cái job đó thì mình sẽ không thể nào hoàn toàn tự tin và không thể nào thể hiện được cái điều tốt để giúp họ lưu tâm hay là ưu tiên mình hơn. Bởi vì chúng ta cạnh tranh rất là nhiều đúng không? Có hàng ngàn hồ sơ về những cái lĩnh vực tuyển dụng nhân sự, có hàng ngàn hồ sơ về những cái việc như vậy. Thì tại sao chúng ta lại được nhận? Là đó bởi vì chúng ta có kỹ năng, chúng ta có sự lưu tâm, chúng ta có sự chú ý và chúng ta có sự tiểu tiết, có sự để ý đến họ thì họ sẽ cũng có sự để ý chúng ta. Họ sẽ cũng để ý lại chúng ta thôi đúng không? Đấy. Thì mình thấy là bộ môn này là rất là quan trọng đối với những bạn mà mong muốn Maki không phải vật lộn cạnh tranh vất vả, bởi vì chúng ta hiểu cái hành vi của họ rồi. Ví dụ nhé. Ví dụ như bạn mong muốn làm công ty của Vin hay là công ty của những công ty lớn đi, Vin này, công ty của Honda. Đấy, thì trong bộ phận đó thì họ rất là lớn đúng không? Họ yêu cầu kinh nghiệm rất là nhiều. Bởi họ rất là to mà thì mình họ cần phải yêu cầu kinh nghiệm rất là nhiều. Đấy. Công ty gì đã bất động sản vân vân, những doanh nghiệp bất động sản vân vân đi. Đấy. Thế thì nếu như mình hiểu họ, mình hiểu cách họ làm việc, mình hiểu làm sao để doanh nghiệp thích mình thì mình sẽ enjoy, mình sẽ apply và mình sẽ join vào được rất là nhanh chóng và may mắn hơn là các bạn có thể nhận được những sự ưu tiên ưu đãi từ họ. Đấy, thì mình thấy là đây là một cái sự mà chúng ta nên có, bởi vì khi chúng ta để ý đến thì công việc sẽ thuận lợi và rõ ràng hơn đúng không? Đấy, thì trên đây là mình đã nói hết những cái gì mình tìm hiểu được về một người nhân viên tuyển dụng. Người ta cần những cái kinh nghiệm là gì này, người ta cần cái yêu cầu là gì, người ta làm những công việc gì và người ta sẽ làm những công việc như thế nào, người ta triển khai như thế nào. Đấy, thì đây là mình đã tìm hiểu kỹ rồi. Và có thể rất là nhiều, có rất là nhiều những cái lỗ hổng, có rất là nhiều lỗi sai, mong các bạn có thể bỏ qua cũng như là comment phía dưới giúp mình có thêm được những cái kiến thức tốt hơn và giúp mình tốt hơn trong tương lai nhé. Ok, và mình sẽ không nhiều lời nữa, mình sẽ kết thúc cái video này tại đây, bởi vì mình thấy thời gian cũng khá là dài rồi đúng không? Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau nhé. Bye bye.